Đố bác nào mà tìm được bát chè nào đẹp như thế này đây. Chè quay dẻo mà đẹp thứ hai thì tìm đâu ra chủ nhật được. Nguyên liệu thì đơn giản, cách làm còn đơn giản hơn cả nguyên liệu luôn. Còn nói về cái độ ngon á, ta nói nhức nách. Nay tôi dùng cả khoai vàng và khoai tím để làm. Nhà bác nào mà có loại nào thì dùng loại đó, loại nào ok hết á. Các bác gọt vỏ, hấp hoặc luộc chín lên nha. Trong khi chờ khoai chín, tôi tranh thủ làm trân châu. Nay tôi chỉ làm trân châu trắng thôi, không màu mè gì nữa. Bí kíp thành lại của trân châu thì nhất định các bác phải nhồi bột năng với nước sôi. Dùng nước không đủ nóng thì bột không đủ chín đâu. Nên nhiều bác làm trân châu mới bị hiện tượng là nhồi bột thì thấy cứng, thả tay ra là bột nó rã ra luôn. Sau khi cho nước nóng vào bột năng thì lúc này bột rất là nóng. Các bác trộn sơ lên rồi mới nhồi bột. Nhồi nhanh tay kiểu bị bỏng á. Các bác nhồi đến khi mà bột dẻo dai kéo được như tôi thế này là ok nhá. Giờ là đến cái công đoạn cực hình của tôi rồi đây. Nhồi bột thì thấy đơn giản thôi, nhưng mà nặn trân châu thì thôi, nhìn thôi là đã thấy nản rồi. Mấy việc nặn trân châu thế này là phải kiếm được tổ buôn. Vừa làm vừa buôn thì có mà nặn đến sáng mai còn được. Bác nào mà lười nặn á thì lăn dài rồi cắt khúc nhỏ như tôi đây này, lăn qua bột năng cho đỡ dính là được. Vuông tròn gì thì luộc lên nó chả vào bụng đúng không? Nặn xong trân châu thì khoai của tôi cũng đã chín rồi. Tranh thủ lúc khoai đang nóng các bác nghiền nhỏ ra. Muốn chè khoai dẻo được mịn đẹp thì lúc này các bác phải dằm thật nhỏ khoai ra. Còn bác nào mà thích ăn kiểu lâu lâu nhai được miếng khoai bùi bùi á thì dằm nát nát ra là được. Tôi thì thích chè khoai phải mịn phải đẹp, nên là tôi lược thêm một lần nữa để bỏ bớt sơ trong khoai đi. Bột năng tôi cho vào khoai là theo công thức tâm linh. Thích ăn khoai dẻo dẻo thì cho ít bột, thích ăn khoai dai dai thì cho nhiều bột vào. Tôi dùng 2 muỗng bột năng thì khoai sẽ dẻo dẻo nha. Cho thêm nước nóng vào khoai, nhồi đến khi mà khoai thành một khối là được. Nói đến Hà Cooking mà nấu ăn không màu mè là không chịu được. Tôi chia ra làm 2 phần để làm 2 màu khác nhau. Bác nào mà không thích hoặc không có màu thì để màu nguyên bản thôi, vẫn rất là đẹp và ngon. Khoai cắt khúc vừa ăn rồi, các bác nặn hai đầu khoai tròn lại cho nó đẹp. Mua được gói bột matcha cứ dùng mãi rồi. Thật sự luôn, tôi mê cái mùi matcha dã man ấy. Ngoài bột matcha, các bác có thể dùng bột lá nếp để tạo màu xanh nha. Hoặc là thích xanh đỏ tím vàng thì mix thêm các bột khác vào. Cách làm thì cũng như màu lúc nãy thôi, hoặc là các bác thích vuông hay tròn cứ thoải mái mà nặn. Đấy, các bác thấy màu matcha của tôi có tuyệt vời không? Nay tôi lùng khắp nơi mới kiếm được mấy củ khoai lang tím các bác ạ. Nhìn mới luộc lên màu hơi sẫm sẫm thế này thôi, chứ mà cho bột vào à, nhồi lên màu xinh xỉu luôn. Khoai lang tím thì nhiều sơ hơn khoai lang vàng, thế nên các bác cứ lược qua một lượt đi ăn cho nó ngon. Fan của chè khoai dẻo thì các bác cứ làm nhiều nhiều xíu, để ngăn đá thoải mái được vài tháng luôn. Lúc nào thèm bỏ ra luộc là có ăn. Nặn khoai dẻo thì được cái dễ nặn mà nhanh, chứ không như mụ trân châu kia đâu. Thế nên là các bác thích ăn thì cứ mạnh dạn mua nhiều nhiều khoai về mà làm, không phải sợ đâu. Công đoạn lâu nhất thì cũng gần xong rồi, giờ chỉ cần luộc lên nữa là có bánh chén luôn. Để cho khoai màu nào ra màu đấy, các bác cứ luộc riêng cho tôi, chứ luộc chung á, đang vàng lại loang loang tí tím tí xanh nhìn chán lắm. Vì khoai đã chín rồi mà cũng cho ít bột nên các bác chỉ cần đun nước sôi lên rồi đổ khoai vào. Đun đến khi nước sôi lại, khoai nổi lên là được. Sau đó các bác vớt ra thả vào bát nước lạnh cho khoai nhanh nguội và không dính vào nhau, rồi ướp với đường nữa là xong. Thực ra thì khoai cũng hơi ngọt ngọt rồi, thế nên là bác nào ăn kiêng hoặc không thích ngọt thì có thể bỏ qua đoạn ướp đường cũng được. Trân châu nhà làm thì sẽ luộc nhanh hơn trân châu mua, vì khi bột năng nhồi với nước nóng là bột đã chín rồi. Các bác chỉ cần thả trân châu vào nồi nước sôi, đun cho nước sôi lại. Trân châu nổi lên khoảng 5 đến 7 phút, tùy vào độ to nhỏ của trân châu là được. Trân châu hay là khoai thì tôi đều ướp với ít đường để cho vị ngọt nó ngấm vào trong ăn cho nó ngon. Chè khoai dẻo thì ăn với nước cốt dừa thơm thơm béo béo cuốn lắm ấy. Tùy vào sở thích của các bác, có thể nấu nước cốt dừa khuấy thêm một ít bột bắp cho hơi sánh sánh, hoặc là nấu loãng như tôi thì đều được. Tôi thì chỉ dùng nước cốt dừa với ít sữa đặc đun sôi lên thôi. Vì khoai và trân châu tẩm đường rồi nên là nước cốt dừa tôi sẽ cho ít sữa lại để cho đỡ ngọt. Cho topping vào, thêm sữa dừa để mát mát ta nói, ăn ngon quên lối về luôn.